Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình trong game Call of Duty. Ta lại tiếp tục với những màn đấu đơn. Ta sẽ nhảy ở khu vực nào? Lần này ta nhảy ở đây luôn các bạn nhá. Nào, ta sẽ nhảy luôn. Có tiếng súng rồi các bạn ạ. Có một khẩu súng chúng ta. First blood. Có một tên địch rồi, nhìn thấy rồi các bạn ơi. Nào, ta tiếp tục. Mở hộp thiết kế. Ta phải đi tìm một chiếc xe rồi các bạn ạ. Đâu rồi, có xe rồi. Ship terminal is almost ready. Rồi, ta lên xe nha. Mày xong chưa? Đâm luôn các bạn ạ, đâm thẳng này. Ô, nó không chết các bạn ạ. Đâm không chết các bạn ạ. Rồi ta tiếp tục lên xe di chuyển. Đổi xe các bạn nhé, xe cháy rồi. Incoming.
sổ súng máy các bạn ạ. Rồi ta đi tiếp. Airdrop incoming. Ta phải vào đi tìm đạn các bạn nha. Không có gì. Airdrop has been delivered. Tí lệ 7 giờ mình ăn mới gọi con nó Ngọc nhá. Ngoài xa có tiếng súng các bạn ạ, rất nhiều súng. Players are eliminated. Có tiếng bước chân. Đây rồi, rất gần, đây rồi, rất gần, rất gần. Airdrop incoming. Di chuyển tiếp vào sâu vào trong. Úi trời, ta đã xe rồi các bạn ạ. Airdrop has been delivered. Rồi có một chiếc xe đây rồi, cầm trưng ra xe đi vào sâu vào trong thôi. Không tiền đi đâu đây, đây đây.
Airdrop incoming. Airdrop has been Airdrop has been delivered. Ôi rồi, tao đi sâu vào trong rồi các bạn ạ, à. Ra xe thôi. Lại một tên nữa. Đâu rồi, hắn đâu rồi? Vừa chạy ở đây cơ mà. Xe là ta đâu rồi các bạn ơi? Đây rồi, xe đi rồi. Tôi mất xe à? Ship terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Đây rồi, có một chiếc xe rồi. Các bạn xem thì hãy đăng ký và like kênh của mình nha. Ủng hộ mình.
players. Hold on. Airdrop incoming. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Đâu rồi, trốn mất rồi. The safe zone is collapsing. Players left. Almost there. Xong rồi các bạn nhá. Video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào các bạn. Bye bye các bạn.